Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ cập nhật lại dự án Launchable BXV trên sàn BitSwap nha bạn. Thì hiện tại thông tin của con này thì được kiểm toán bởi hợp đồng thông minh quán đổi, xác minh bảo mật bởi Credit Audit nè các bạn. Thì là khá là an toàn cái sàn BitSwap này các bạn. Farm cũng như là đầu tư vào cái sàn này khá là an toàn nha các bạn. Thì mình xin chúc mừng cho tất cả các bạn nào đã tham gia Launchable với mình trước kia các bạn. Hiện tại giá đã lên 1.68.1.7 đô cho một token các bạn. Trước kia mình đã vào là 1.3 nha các bạn, 1.1 đô 3 nha các bạn. Hiện tại giờ lên 1.7 các bạn đã có ít tài sản các bạn. Thì dự án này nó thông tin khá là tốt các bạn, nó tiềm năng cũng như là con Bankake Swap các bạn. Hiện tại tổng cung nó thì có 700 triệu token nè các bạn. Con này mình canh cho giá sụp xuống bằng mình farm hoặc là bull tiếp, nhưng mà nó không gớt các bạn. Cho dù giá của BNB sụp thế nào luôn thì mình đã vào Launchable các bạn. Trước kia mình đầu tư vào 50 đô, hiện tại giờ mình đã được tăng là 77 đô và mình đã được 3 đô luôn các bạn. Đào được 3 token trong vòng cứ khoảng 3 ngày các bạn. Tại vì mình đầu tư có 46 token nè. Thì mình rút đây, mình rút cái tiền lãi cho tất cả bạn coi luôn các bạn. Còn đối với những bạn nào mà đầu tư nhiều, các bạn muốn rút thì bấm vào một chút trừ này các bạn, thì bạn bấm mát là tự động nó rút gốc và lãi về cho tất cả bạn luôn mà. Còn mình muốn đầu tư tiếp thì mình sẽ rút lãi về thôi các bạn, rút lãi cho các bạn coi cái độ uy tín này các bạn. Khoan, nãy em coi nhiêu ta, là 3.7 các bạn, 3.74 tập càng BXV nha bạn. Thì bạn bấm vào một setting nè. Rồi, hết phép nè, là mình rút về các bạn. Rút về tích tắc luôn các bạn. Đây thì một cái sàn exchange nè các bạn. Các bạn có thể quán đổi trên sàn này, phí khá là thấp luôn các bạn. Nó mượt ngon hơn là sàn Bankake Swap nữa. Đây thì nhiều đồng coin nè, khá là tiềm năng luôn các bạn. Thì hiện tại các bạn bull thì để mình coi phí nó bao nhiêu ta. Thì lợi nhuận nó là 953.16% trong một năm nha các bạn. Hiện tại cái sàn này vì nó cũng mới ra đây, cách đây có khoảng chưa đầy một tháng nữa các bạn, nên lợi nhuận rất khá là cao nha các bạn. Theo mình chơi farm thì farm một bull thì những sàn khác thường thường có 400 mấy hoặc 500 mấy. Rồi để mình qua mình kiểm tra đã về chưa các bạn. Tất cả BitSwap đã về chưa các bạn. Thì bạn nào chưa đầu tư thì mình khuyến khích các bạn đầu tư các bạn. Đây thì cái cào này nó đầu tư mạo hiểm thì mình sợ cái đồng coin nó sụp thì mình lỗ thôi các bạn, chứ thật ra thì các bạn để những cái đồng coin đứng nó không có giá trị gì đâu. Bạn để vô đó thì nó tự động nó đào cho tất cả các bạn. Rồi BV được. Ok, vậy tôi tắt nè các bạn. Thay vì các bạn thâu những cái đồng coin thì nó nằm chết đứng đó. Ví dụ bạn thâu 10 đồng coin thì nó chết đứng 10 đồng coin đó. Còn này các bạn bull vào sàn BitSwap này thì các bạn sẽ nhận được thêm token hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng nha các bạn. Khá là ngon luôn các bạn. Ok. Thì bạn nào chưa có tài khoản hoặc là bull gì mà có đấy, một cái video và một phần link hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình Launchable từ sàn BitSwap dưới phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Vậy video mình cũng cập nhật dự án từ sàn BitSwap đến đây cũng kết thúc. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.